nhé. Và bức tranh của mình hôm nay sẽ là về một chú đang chụp ảnh này. Mọi người hãy cùng mình bắt tay vào và tô màu thôi nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tô mái tóc này. Sẽ tô màu cho chiếc túi sách mà đeo ở bên hông nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ tô đến chiếc máy ảnh nha. Đã. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tô đến chiếc áo nhé. Bây giờ thì sẽ tô màu cho chiếc quần nha. Bây giờ sẽ tô nốt đôi giày để hoàn thiện cho bức tranh thôi nào. Bức tranh của mình đã được tô màu xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.